Xin chào các bạn, Tứ Xuyên là một địa danh quen thuộc khi nói đến ẩm thực, nói đến du lịch Trung Quốc và cả trong các bộ phim của Trung Quốc nữa. Tứ Xuyên có điều gì đặc biệt, ẩm thực Tứ Xuyên có gì hay và những danh thắng nổi tiếng nhất tại Tứ Xuyên nằm ở đâu? Chào mừng đến với câu chuyện ngày hôm nay. Tứ Xuyên là một trong những tỉnh của Trung Quốc và tỉnh này có thủ phủ là thành phố Thành Đô. Tỉnh này nằm ở phía tây nam của Trung Quốc, tiếp giáp với Trùng Khánh, với Vân Nam, Quý Châu và Tây Tạng cũng như Thiểm Tây. Tứ Xuyên là một tỉnh có lịch sử lâu dài, cảnh quan rất là đẹp, sản vật thì phong phú. Bên cạnh dân tộc Hán thì phía tây Tứ Xuyên đó là nơi cư trú của những dân tộc thiểu số như là người Tạng, người Di và người Khương. Tứ Xuyên có diện tích rất là lớn, diện tích của tỉnh này lên đến 485.000 km2. Chiều dài từ đông sang tây là 1.075 km và từ bắc đến nam lên đến 921 km. Và đồi núi chiếm khoảng 3/4 diện tích của tỉnh này. Như vậy với diện tích lên đến 485.000 km2 thì Tứ Xuyên lớn hơn Thụy Điển một chút, lớn gấp đôi Vương quốc Anh, lớn gấp 4 lần Triều Tiên và lớn hơn 10 lần Đan Mạch cũng như 20 lần so với Israel. Trên một diện tích lên đến 485.000 km2, Tứ Xuyên đang có tổng cộng là 83 triệu người sinh sống. Con số này thì tương ứng với dân số của nước Đức và lớn gấp 10 lần dân số của Thụy Sĩ. Cả về diện tích và dân số, Tứ Xuyên đều là một tỉnh lớn. Tứ Xuyên là quê hương của một số nhân vật nổi tiếng, ví dụ như là nhà thơ Lý Bạch đời Đường chẳng hạn, hoặc là Đặng Tiểu Bình, một chính khách cũng rất là nổi tiếng của Trung Hoa, cũng là một người Tứ Xuyên. Hay là Lưu Bang, Lưu Bị ngày xưa đều lấy Tứ Xuyên làm căn cứ địa của mình. Xem những cái bộ phim liên quan đến thời ngày xưa khi mà giao thông chưa được thuận lợi như bây giờ thì mới biết địa hình của Tứ Xuyên nó gây khó khăn cho việc di chuyển, kết nối với những vùng khác như thế nào. Người Trung Quốc thì có câu là Thục Đạo Nan, có nghĩa là đường đến nước Thục tức là Tứ Xuyên rất là khó khăn. Kể từ thời xưa đến nay, những ngành giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường không, đường ống tại Tứ Xuyên đã liên tục được cải thiện. Và điều đó giúp cho những người Trung Quốc hoặc là những người nước ngoài đến với Tứ Xuyên một cách đơn giản hơn. Tứ Xuyên rất là nổi tiếng về ẩm thực. Ẩm thực ở Tứ Xuyên có một điểm rất là đặc biệt, lúc nào cũng cay. Và ớt chính là cái nguyên liệu không thể thiếu trong hầu hết các món ăn tại đây. Có một câu nói đùa như thế này: đến Tứ Xuyên, tứ bề là ớt. Điều đó đồng nghĩa với việc là các món ăn ở đây đều được cho thêm ớt vào. Thậm chí có nhiều món ăn nhìn chỉ thấy có một màu đỏ, nguyên là cái màu của ớt mà thôi, và cùng với đó là dầu nữa. Ở đây là một vùng có rất là nhiều núi, ở khí hậu như vậy thì nó lạnh, vào mùa đông, cái lạnh cắt da cắt thịt khiến người dân phải chế biến những món ăn có nhiều ớt và các gia vị cay nóng để chống lạnh cho cơ thể. Trước khi có sự xuất hiện của ớt thì người dân ở đây cũng đã sử dụng nhiều gia vị cay khác, điển hình như là gừng. Bởi thế nên nhiều người ăn quen rồi thì có khi lại còn nghiện. Bây giờ mà đặt chân đến Tứ Xuyên, dù ở bất kỳ khu vực nào thì bạn sẽ đều nhìn thấy ớt. Một số món ăn nổi tiếng của Tứ Xuyên, ví dụ như là đậu hũ Tứ Xuyên, cái cụm này luôn đi với nhau, hay là lẩu Tứ Xuyên cũng là một món ăn không thể bỏ qua. Lẩu Tứ Xuyên thì có vị cay đậm đà và đương nhiên rồi cũng ngập đầy ớt. Một địa danh rất là nổi tiếng của Tứ Xuyên đó là tỉnh lỵ của tỉnh Tứ Xuyên, thành phố Thành Đô. Hơn 4.000 năm trước thì nền văn hóa Kim Sa thời kỳ Đồ Đồng được thiết lập tại khu vực bây giờ là Thành Đô. Đồng bằng màu mỡ Thành Đô được gọi là Thiên Phủ Chi Quốc và tạm hiểu là đất nước thiên đường. Từ Hà Nội mình mà bay đến Thành Đô thì mất khoảng 2 giờ đồng hồ. Đây là một trung tâm kinh tế quan trọng của Trung Quốc, hội tụ nhiều ngành kinh tế và nhiều đầu mối giao thương lớn của đất nước này. Không chỉ vậy thì vùng đất này còn có bề dày phát triển của lịch sử và văn hóa. Thành Đô trở thành một điểm tham quan rất là hút khách. Thời Tam Quốc, nhà Thục Hán do Lưu Bị thành lập đã đóng đô tại Thành Đô. Đây là vùng đất ở phía bắc của nước Thục khi đó. Thành Đô là trung tâm vận tải giao thương, là điểm giao cắt giữa vùng Trung Nguyên và vùng Tây Vực ngày xưa. Chính vì thế mà gần như những nhóm lữ hành muốn đi về phía Tây hoặc là khu vực Tây Bắc của vùng đất này như là Tây Tạng, La Sa, Thanh Hải, Tân Cương thì đều phải ghé qua Thành Đô. Giờ sẽ là một số địa điểm nổi tiếng tại Tứ Xuyên. Cửu Trại Câu. Cửu Trại Câu chính là khu thắng cảnh, khu vườn quốc gia thuộc khu tự trị của dân tộc Khương, dân tộc Tạng A Bá ở miền Bắc của tỉnh Tứ Xuyên, được hình thành trên vùng núi đá vôi trầm tích. Tại đây thì có hàng trăm hồ nước và những gành thác lớn nhỏ. Điều đặc biệt ở đây chính là ba thung lũng xếp theo hình chữ Y, lần lượt có tên đó là Nhật Tắc Câu, Tắc Cha Câu và Thụ Chính Câu. Khu bảo tồn thiên nhiên này thì nằm ở cuối phía nam của dãy núi Dân Sơn và khu Cửu Trại Câu cách tỉnh lỵ của Tứ Xuyên là thành phố Thành Đô khoảng hơn 300 km. Tại đây có 9 ngôi làng của người Tạng, 9 ngôi làng và được gọi là Cửu Trại. Cửu Trại Câu nằm ở độ cao dao động từ khoảng 2.000m cho đến 4.500m. Ở đây cũng có đến 200 loài chim cùng rất là nhiều loài thực vật, động vật quý hiếm khác,
có cả gấu trúc khổng lồ khỉ vàng. Và từ lâu, Cửu Trại Câu đã nổi tiếng với những cảnh quan tuyệt đẹp, những bức poster có thể làm mê hoặc bất kỳ một du khách nào dù chưa đến thăm Cửu Trại Câu. Dọc theo những thung lũng thì đi qua rất là nhiều hồ nước, nhiều thác nước, và những hình ảnh này xuất hiện trong các bộ phim như là Anh Hùng hay là Tây Du Ký. Đã có nước rồi có núi, núi Nga Mi rất là nổi tiếng phải không nào? Và núi Nga Mi cũng thuộc tỉnh Tứ Xuyên, đôi khi còn được gọi là Nga Mi Sơn hoặc là Đại Quang Minh Sơn. Núi Nga Mi thì nằm ở trên khu vực rìa phía tây của lòng chảo Tứ Xuyên và nằm ở độ cao hơn 3.000m. Những ngọn núi phía tây của Nga Mi được gọi là Đại Tương Lĩnh. Đây là một vùng núi rộng lớn được hình thành bởi những trận phun trào núi lửa xa xưa. Đỉnh cao nhất của Nga Mi Sơn là đỉnh Vạn Phật của ngọn núi chính đó là Kim Đỉnh. Với một địa thế cao chót vót như vậy thì núi Nga Mi được gọi là Nga Mi Thiên Hạ Tú. Điểm độc đáo khi đến đây là du khách có thể được nhìn thấy 4 kỳ quan nổi tiếng của Nga Mi Sơn gồm có Nhật Xuất, Nhật đấy là mặt trời, Nhật Xuất nghĩa là mặt trời mọc, Vân Hải nghĩa là biển mây, Phật Quang nghĩa là hào quang của Phật và Thánh Đăng có nghĩa là đèn thánh. Và tại núi Nga Mi thì có khoảng 26 ngôi chùa và miếu. Chùa Báo Quốc nằm ở chân núi Nga Mi, trên lối vào núi Nga Mi là nơi diễn ra các hoạt động Phật giáo chính. Và cuối cùng, đến với Tứ Xuyên và nhắc đến Tứ Xuyên thì phải nhắc đến gấu trúc. Gấu trúc chính là con vật mang tính biểu tượng của Trung Quốc. Người Trung Quốc xưa được quan điểm rằng vũ trụ được tạo thành bởi âm và dương. Vì vậy, gấu trúc với bộ lông đen trắng được coi là một ví dụ hoàn hảo cho thuyết âm dương. Khu bảo tồn gấu trúc lớn Tứ Xuyên nằm ở thành phố Thành Đô. Nơi đây có hơn 30% các loài gấu trúc có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất trên thế giới. Đây cũng là một trong những địa điểm quan trọng nhất trong việc bảo tồn gấu trúc ở trên toàn cầu. Toàn bộ khu này có diện tích lên đến 9.245 km². Vậy là diện tích của khu bảo tồn này đã lớn tương đương với diện tích của đảo Sip hoặc là Puerto Rico. Và trong diện tích này thì có 7 khu bảo tồn và 9 khu danh thắng. Bên cạnh gấu trúc thì khu bảo tồn này còn là nơi cư trú của rất là nhiều loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng cao như là báo tuyết hay là báo gấm. Mọi người thì đều biết rồi, gấu trúc có bộ lông đen trắng vô cùng đáng yêu, con này mà chụp ảnh màu thì cũng không có ý nghĩa. Tuy nhiên màu lông này không chỉ để đẹp mà còn có công dụng vô cùng hữu ích. Kiểu lông đặc biệt của gấu trúc cho phép chúng tránh khỏi những nguy hiểm khi hòa với phông nền sáng và tối, đặc biệt là trong những rừng tre, những rừng trúc. Và khác với lầm tưởng rằng gấu trúc thích sống thành đàn và thường rất là gần gũi với nhau, thì gấu trúc lại yêu thích sự đơn độc và chúng gần như là tránh tiếp xúc trực tiếp với đồng loại. Hàng năm thì gấu trúc đực và gấu trúc cái chỉ gặp nhau vào mùa giao phối trong khoảng 2 đến 3 ngày của mùa xuân. Sau khi giải quyết xong cái chuyện mà ai cũng biết thì con đực sẽ tạm biệt con cái, trở về nơi ở của mình và tận hưởng cuộc sống FA cho đến mùa giao phối vào năm sau. Trung bình mỗi ngày thì một con gấu trúc trưởng thành thì cần ngốn ít nhất là 18 cân lá trúc, lá tre. Gấu trúc hoang dã thì đôi khi còn ăn cỏ, ăn củ dại, ăn cả thịt chim nữa, ăn cả động vật gặm nhấm và đôi khi là ăn cả xác thối. Như vậy là nó hoàn toàn khác với hình ảnh đáng yêu chỉ ăn tre trúc mà chúng ta nhìn thấy. Còn gấu trúc ở nuôi trong chuồng thì có thể được con người cho ăn thêm mật ong, trứng, cá, khoai và các loại hoa quả như là táo, cam hoặc là chuối. Và đó cũng là điểm kết trong câu chuyện ngày hôm nay về Tứ Xuyên. Cảm ơn các bạn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Tứ Xuyên, mảnh đất của gấu trúc, mảnh đất của núi Nga Mi nổi tiếng ở trong những bộ phim, mảnh đất của Thành Đô, ở nơi mà Lưu Bị đã đóng đô thời Tam Quốc. Nếu mà cảm thấy thú vị thì bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.